Oreo. Bàn bia thế hệ mới, sản phẩm mới của nhà Kaka King. Với thiết kế đơn giản, tinh tế mà vẫn giữ được nét sang trọng, đẳng cấp, đậm chất của nhà Kaka King. Imperial được thiết kế theo tiêu chuẩn bàn thi đấu quốc tế với kích thước bàn 290x165x82cm. Hệ thống nút điểm được thiết kế tỉ mỉ, khảm trai hình thoi, tạo cảm giác như những viên kim cương sáng lấp lánh và được bố trí chính xác trên bề mặt bàn. Bàn bia Kaka King Imperial được thiết kế 4 chân độc lập, tăng chỉnh dễ dàng, tạo sự chắc chắn, siêu bền, siêu chắc. Phần góc ốp được phủ ceramic đen nhám, logo Kaka King được khắc chìm, siêu sang trọng. Thành băng được làm từ cao su đặc chất lượng cao nhập khẩu từ Taiwan, viền gỗ tự nhiên chống cong vênh chảy xước do nhiệt độ và độ ẩm. Đá xanh đen tự nhiên nhập khẩu nguyên khối có độ phẳng cao lên đến 99.99%, tránh tình trạng băng giật, đường bi đi chính xác. Nỉ được làm từ 85% lông cừu và 15% sờ tổng hợp. Bóng đi chính xác, bóng nảy tốt, các cơ thủ có thể thực hiện pha khó một cách dễ dàng. Kaka King Việt Nam luôn tập trung phát triển chất lượng, nâng cao tính bền chắc của sản phẩm. Chất lượng cấu kiện luôn ổn định và đều là chất lượng hàng loại 1, loại cao cấp nhất thị trường sản xuất bàn bia, sánh ngang với những bàn bia nhập khẩu. Chỉ trong tháng này, Kaka King Village dành tặng gói quà tặng cao cấp cho các khách hàng đặt bàn bao gồm bóng đai Nga cao cấp được nhập khẩu từ châu Âu, xuất hiện ở hầu hết các giải đấu bia quốc tế lớn, gậy chính hãng Kaka King Việt Nam, nỉ Cloud Tournament sáng ghi, màu được sử dụng trong giải vô địch thế giới và các phụ kiện chính hãng khác như đèn LED siêu sang trọng đi kèm, khay xếp bi, lơi bi ly cao cấp, khăn phủ bàn IKKK, 10 găng tay cao cấp, gậy LED Kaka King, tam giác gỗ KKK, bàn trải vệ sinh bề mặt, giá cơ nhựa. Dành riêng cho 50 club đặt bàn ngay hôm nay, anh chị có cơ hội nhận được một trong những phần quà sau: khung bộ đồng phục Kaka King chính hãng, hỗ trợ setup mô hình kinh doanh ngay sau khi nhập bàn, khi mua từ 12 bàn bia trở lên tặng gói thiết kế 3D trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra anh chị còn nhận được sự hỗ trợ tư vấn 24/7, lắp đặt miễn phí và được hỗ trợ truyền thông online bởi đội ngũ marketing chuyên nghiệp. Còn chần chừ gì nữa mà không để lại thông tin ngay dưới video này hoặc truy cập vào website kakakingvillage.vn để có thêm thông tin về sản phẩm và ưu đãi ngay trong hôm nay. Để nhận thêm thông tin về bàn bia và các chương trình khuyến mãi khác, hãy liên hệ hotline 0986 602 229 hoặc để lại thông tin dưới video này ngay trong hôm nay.